Hi, cảm ơn mọi người vì đã đến buổi lễ trao giải giáo dục hàng năm lần thứ 10. Những giải thưởng này nhằm mục đích để công nhận Demonstrated Power Staff, công nhận sự xuất sắc, cho nên mình dịch sát nghĩa tí nha. Demonstrated là được biểu hiện bởi nhân viên của chúng ta, thì tức là gì? Những giải thưởng này nhằm để công nhận biểu hiện xuất sắc của nhân viên, sau buổi lễ chúng tôi sẽ tổ chức một buổi tiệc nhỏ dùng để tôn vinh những người được nhận giải. Sẽ được tổ chức buổi tiệc sẽ được tổ chức ở phòng hội nghị C ở dưới hội trường. Trong một vài phút tôi sẽ bắt đầu xướng tên giải thưởng xuất sắc ở lĩnh vực khoa học. Nhưng mà trước tiên tôi sẽ dành một vài phút để nhắc đến các nhà tài trợ của chúng ta, những người đã tài trợ cho chương trình ngày hôm nay, tức là làm cho buổi hôm nay có thể khả thi, tức là những người đã tài trợ cho chương trình của ngày hôm nay. Cô Lai muộn thế, tại cô bị rảnh đó em. Mệt hoa ghê á, hoa nghỉ hè rồi mà. Sponsor là nhà tài trợ, sao á, có gì sai không? Trách nghĩa lại cho cô với. Ý là sai hay là sao? Hả? Nhà tài trợ hân hạnh tài trợ cho chương trình này á, em đi làm hả? Ghê vậy, chưa đủ 18 tuổi mà đi làm. Em bị đuổi về hả? Ok, chúc mừng em. Good afternoon, shoppers. Thank you for shopping at Greening's Grocery Store. We hope you find all of the health and beauty products you need. We strive to stock the widest variety of items in the area. As a bonus, we are pleased to announce our new Super Pharmacy Membership Club. You are strongly encouraged to sign up today and start earning valuable reward points. Points can be redeemed for almost anything in the store, including premium impulse cosmetics brands. However, this program cannot be used on medication. To become a member, simply visit the customer service counter. Our staff will be happy to sign you up. Chúc mọi người có một buổi chiều tốt lành. Các vị khách hàng của chúng ta, shopper là mấy người đi mua sắm nha. Chúc mọi người đi mua sắm có một buổi chiều tốt lành. Cảm ơn vì đã mua sắm tại cửa hàng Green Restore của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy được tất cả những sản phẩm tốt cho sức khỏe và sản phẩm làm đẹp mà bạn cần. Chúng tôi cố gắng để stock là dự trữ hàng nhé, tức là chúng tôi cố gắng để có thể tìm kiếm ra đa dạng các mặt hàng nhất trong khu vực này. Hơn thế nữa, chúng tôi cũng rất lấy làm vui khi mà thông báo với mọi người về câu lạc bộ thành viên, siêu nhà thuốc của chúng tôi, Super Pharmacy Member Club, chỗ này tên thôi nhé. Bạn được khuyến khích, tức là gì? Chúng tôi cực kỳ khuyến khích bạn nên đăng ký ngày hôm nay và bắt đầu kiếm điểm thưởng tích lũy. Ngày nay có mấy cái cửa hàng mình mua ấy, họ có tích lũy điểm cho mình ấy, valuable reward points, điểm thưởng tích lũy có giá trị.
các số điểm này sẽ được đổi cho hầu hết tất cả những cái gì đó trong cửa hàng. À, mình nói lại nhé, số điểm này sẽ được đổi cho bất kỳ món hàng nào, hầu như đổi cho tất cả các món hàng trong cửa hàng, bao gồm cả các sản phẩm mỹ phẩm được nhập khẩu cao cấp. Tuy nhiên, chương trình này không được áp dụng cho đơn thuốc, tức là chỉ áp dụng cho mỹ phẩm thôi. Để trở thành thành viên, bạn chỉ cần ghé đến quầy dịch vụ khách hàng và nhân viên của chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn, để sẽ giúp bạn đăng ký thành viên. Attention passengers taking flight OZ-23 bound for Munich. Due to a minor mechanical problem, this flight will be delayed. We apologize for the inconvenience. Rest assured, airline mechanics are working to resolve this situation as soon as possible. We expect to have this issue resolved within the hour. Please remain close to the gate to avoid missing any important announcements regarding this situation. Customer service agents are available at the desk to answer any questions. Once again, please accept our sincerest apologies. Sách này mua ở đâu? Sách này download đi. Không có mua, mình không biết ở đâu bán nữa. Lên trên GG download về đi. Rồi xong rồi đi photo ra tầm mấy chục nghìn đó nha. Mua đâu thì mình không biết, tại mình download thôi chứ mình không có mua. Mua đắt tiền lắm. Tất cả các hành khách trên chuyến bay, hành khách đón chuyến bay OZ-23 để đi đến Munich, vui lòng chú ý, bởi vì vấn đề kỹ thuật nhỏ cho nên chuyến bay này sẽ bị trì hoãn. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này. Từ cái câu nào nó cũng có cái câu này nha. Máy bay nó hay có cái vụ này lắm nhé. Thường hay gặp từ delay rất là nhiều luôn. Nhưng mà chúng tôi chắc chắn là thợ sửa máy móc á, mình gọi là gì ta, kỹ thuật viên đi ha, những người mà sửa máy á, thợ sửa máy của hãng hàng không đang làm việc để giải quyết vấn đề này nhanh nhất có thể. Càng sớm càng tốt đó, nhanh nhất có thể. Chúng tôi dự đoán vấn đề này sẽ được giải quyết trong vòng 1 giờ. Vui lòng đứng gần cổng để tránh mất, bỏ nhỡ bất kỳ thông báo quan trọng nào liên quan tới tình huống này. Nhân viên dịch vụ khách hàng luôn có sẵn ở quầy thông tin, ở bàn tiếp tân để trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Một lần nữa, xin vui lòng chấp nhận lời xin lỗi chân thành nhất của chúng tôi. Mệt quá. Attention on departing passengers on the New South flight 425 bound for New York. Due to a late connecting flight, we will be delayed by approximately 1 hour and 45 minutes. Our new departure time is now scheduled for 8:45 p.m. Business class passengers will board at 8:15 p.m. Economy class will board beginning at 8:25 p.m. The gate will close 10 minutes prior to departure. We do apologize for any inconvenience this may cause for our passengers.
We invite all passengers to visit the check-in desk at the gate for a free coffee and there. Cái này là bài gì quên ta? Dessert. À, dessert. Dessert voucher. Families with children can redeem it for juice and a snack instead. Thank you for flying New South Airlines. À, tất cả này để mình coi nằm ở đâu đây. À, tất cả các hành khách xuất phát từ departing là khởi hành nhé. Tức là các tất cả các hành khách đang khởi hành, chuẩn bị khởi hành á. Trên chuyến bay sau New Fly 425 để đi đến New York, xin hãy chú ý bởi vì chuyến bay kết nối đến muộn, cho nên chúng ta sẽ bị hoãn khoảng 1 giờ 45 phút. Thời gian khởi hành mới của chúng ta lúc này đã được xếp, đó chính là 8 giờ 45 tối. Các hành khách ở hạng thương gia sẽ lên máy bay lúc 8 giờ 15. Và các hành khách ở hạng phổ thông sẽ lên máy bay bắt đầu từ lúc 8 giờ 25. Cổng sẽ đóng trước giờ khởi hành 10 phút. Prior to là trước nhé. Trước giờ khởi hành 10 phút. Chúng tôi xin lỗi vì sự bất tiện này nữa đã gây ra cho hành khách của chúng ta, của chúng tôi. Chúng tôi mời chúng tôi xin mời tất cả các hành khách ghé bàn check-in ở cổng để nhận phiếu cà phê và điểm tâm, cái món tráng miệng á, cà phê và món tráng miệng miễn phí. Những gia đình có trẻ em có thể đổi cái phiếu này để lấy nước ép và đồ ăn nhẹ thay vào đó. Cảm ơn vì đã chọn hãng hàng không New South Airlines của chúng tôi. Chào em. Chào chị hả? Ok, chào em. Có phải không? Xin ké. Xin lên trên này em ơi. Lên trên này tải về. Tại vì file nó nặng lắm. Cái file nó rất là nặng. Nó có cả file nghe nữa. Lên tải về nhé. Ở trên này đang free trên đó đó. Tên sách nè. Checking the TOEIC. Lên nó tải về nhé. Rồi chào nữa hả? Mới nói xong luôn á. Sách tên là Checking the TOEIC. Lên nó tải về full luôn. Có file nghe 2 tập. Sách 2 tập. Có khi có script đầy đủ nha. Nó chỉ không có phần giải thích thôi. Thôi chào cô đi, sao chào em ta? Chào bạn cũng được. Mọi người đừng nói chào em nha. Chắc gì mọi người lớn tuổi hơn tôi đâu, đúng không? Ok. Good evening, Hampton Aquarium visitors. In just a few minutes, we will begin our undersea show. We are inviting everyone to come and enjoy the wonders of the deep blue sea. You will be able to see our divers perform with some of the fish and mammals in the tanks. You might even get a glimpse of a mermaid. Seats fill up quickly, so hurry over now. Since today is the first day of the show, we will be handing out special items for those who attend. The show will begin in 5 minutes in the specific sea tank, so head on over now. Cái từ limbs là nhìn vào đúng không ta? Nhìn vào, nhìn nhanh vào cái gì đó. Chào Linh Tinh hả? Thì chào bạn cũng được.
chào bạn cũng được. Đấy. Rồi, tất cả, chúc tất cả các hành khách ở Hampton Aquarium một buổi tối tốt lành. Trong một vài phút nữa thôi, chúng ta sẽ bắt đầu chương trình dưới đáy đại dương. Chúng tôi mời gọi tất cả mọi người đến và thưởng thức hoặc là gì và chiêm ngưỡng các kỳ quan dưới đại dương sâu thẳm. Bạn sẽ có thể nhìn thấy những người chuyên viên lặn của chúng tôi trình diễn với một số loài cá và động vật hữu nhũ ở trong bể bơi, ở trong bể nhé. Rồi bạn sẽ thậm chí còn có thể được cái này là một cái nhìn mà nó rất là nhanh đấy. Bạn có thể nhìn thoáng qua nàng tiên cá hả? Nàng tiên cá ở đâu ta? Mermaid phải không? Mermaid, nàng tiên cá. Ok. Không biết là nàng tiên cá hay là ông tiên cá, nhưng mà nhìn thì nghĩ tới nàng tiên cá rồi. Rồi, tất cả các ghế ngồi sẽ được nhanh chóng đặt. Cho nên làm bây giờ hãy nhanh tay lên nào, nhanh chân lên nào. Kể từ... Không, bởi vì hôm nay là ngày đầu tiên của chương trình, cho nên chúng tôi sẽ tặng những đồ vật đặc biệt hoặc là những món quà đặc biệt dành cho những ai tham gia. Chương trình sẽ bắt đầu trong vòng 5 phút nữa tại bể bơi Pacific Sea. Nhanh chân lên nào. Head on over now. Head on over now. Nhanh chân lên nào. Thấy cái đầu là hướng tới chạy về phía chúng tôi á. Nhanh chân lên nào. Mermaid là nàng, còn merman là chàng hả? Có không vậy? Để tôi check cái từ merman đó, chưa bao giờ nhìn thấy. Ý là nó giỡn hay là nó chơi á? Đúng rồi. Nàng với là chàng luôn. Trời ơi. Thank you for volunteering to come help out at this year Mansfield Art and Crafts Festival. With each year's festival attracting more and more people, we need more and more volunteers. We have several groups helping out at this event, and they are split into different sections. You will be helping with the cooking. When you report to the festival, please come 1 hour before your shift starts. This is to give you time to prepare for your shift. All recipes will be given to you the day before so that you can familiarize yourself with them. If you have any questions about what you should be doing, ask your team leader or me. Nói chơi hay là nói chơi á, đấy. Thôi không khen đâu, nói đúng thì nên nói đúng chứ mà khen làm gì. Người ta nói đúng rồi còn khen người ta nữa chi. Sách gì vậy? Sách Taking the Toilet nha. Làm sao để đọc hay hả? Thực ra nó cũng không có gì hay lắm đâu, mình học phát âm đi rồi xong rồi mình luyện đọc hàng ngày vô thôi chứ. Mình đọc luyện đọc hàng ngày thôi chứ không có biết làm sao để phát âm hay đâu. Tại có một số bạn giọng hay lắm. Mình có dạy cho người mất gốc nha, nhưng mà mấy bạn mất gốc thì học rất là lâu nhé. Mấy bạn mất gốc sẽ học thời gian. Nói chung là bạn nào học mấy năm trời chưa được gì là gốc là không có gì á thì học rất là lâu. Còn mấy bạn nào mà đã có nền tảng sẵn rồi thì mình dạy sẽ rất là nhanh nhé. Tùy thời gian của mọi người ấy. Cảm ơn vì đã tình nguyện đến để giúp đỡ
lễ hội Mary's Art và Craft, nghệ thuật và thủ công của năm nay. With this year's festivals. Với lễ hội mỗi năm thu hút càng ngày càng có nhiều người tham gia, thì chúng tôi cần càng ngày càng cần chứ là càng ngày càng nhiều chúng tôi càng cần nhé. Tức là lễ hội thu hút càng nhiều người thì chúng tôi càng cần nhiều tình nguyện viên. Chúng tôi có một số nhóm giúp sức tại sự kiện này, và họ đã được chia thành những phần khác nhau. Và bạn sẽ phụ giúp trong phần nấu ăn. Khi mà bạn báo cáo, tức là khi bạn đăng ký nhé, khi bạn đăng ký đến với lễ hội, thì vui lòng hãy đến 1 giờ trước khi ca của bạn bắt đầu. Đó là bởi vì để cho bạn có thời gian để chuẩn bị cho ca làm việc của mình. Tất cả các công thức sẽ được gửi đến bạn the day before, là một ngày. The day before là the previous day, tức là sẽ gửi đến bạn trước đó một ngày để cho bạn có thể quen thuộc với chúng là với các công thức nè. Nếu như bạn có bất kỳ câu hỏi nào về việc bạn nên làm cái gì thì hãy hỏi trưởng nhóm của bạn, hoặc là hỏi tôi cũng được nhé. Attention on shoppers. A small black and red purse was brought to the lost and found about 20 minutes ago. Minutes ago, it was found near the bathroom on the fourth floor. To retrieve this bag, please come to the lost and found office located next to customer service. The owner must prove that the bag belongs to them by giving a complete description of it. The bag, if not claimed, will be kept for 1 week before being donated to the city homeless shelter. Please check your belongings and come retrieve your bag immediately. Thank you. Tất cả những người mua sắm xin hãy chú ý. Một chiếc ví màu đen tím, màu đen đỏ nhỏ xinh đấy, đã được mang tới quầy tìm đồ thất lạc. Cái quầy mà đồ thất lạc thì người ta sẽ tìm tới đó, còn ai mất thì cũng đi tới đó luôn. Tức là quầy quầy tìm và trao trả đồ thất lạc nhé. Cách đây 20 phút, nó được tìm thấy gần ở phòng tắm ở trên tầng số 4. Để lấy lại chiếc túi này, hãy vui lòng đến văn phòng tìm và trao lại đồ thất lạc nằm ở kế bên dịch vụ khách hàng. Chủ của chiếc túi phải chứng minh rằng chiếc túi này thực sự thuộc về họ bằng cách đưa ra mô tả một cách hoàn chỉnh chiếc túi ấy. Nếu như chiếc túi này không được nhận lại thì nó sẽ được lưu giữ lại trong vòng 1 tuần trước khi sẽ được donate, trước khi được quyên góp tới tổ chức mái ấm dành cho những người vô gia cư trong thành phố. Vui lòng kiểm tra đồ dùng của bạn và đến lấy lại túi của mình ngay lập tức. Xin cảm ơn. IELTS với TOEIC thì cái nào dễ hơn? Theo cá nhân của mình nghĩ thì TOEIC nó sẽ dễ hơn á. Nếu mà thi 4 kỹ năng thì hai đứa nhanh như nhau, nhưng mà nếu chỉ thi 2 kỹ năng thôi thì TOEIC nó sẽ dễ hơn IELTS 4 kỹ năng nhé. Nha.
Thì IELTS 4 kỹ năng á, bạn nào mà thi TOEIC 4 kỹ năng á thì nó ngang ngửa nhau rồi. Nhưng nếu mà thi một bên 4 kỹ năng với bên 2 kỹ năng thì mình sẽ có nhiều thời gian để ôn 2 kỹ năng hơn. Thì cái kết quả nó cho ra thi nó sẽ bên TOEIC nó sẽ ra cao hơn bên IELTS. Còn mình thi luôn 4 kỹ năng thì nó ngang ngửa nhau hết. Học tiếng Anh thì bắt đầu từ học phát âm nhé. Giống như mình học tiếng Việt thôi. Mình bắt đầu tiếng Việt thì mình học phát âm thôi. Mình học phát âm đi nhé. Rồi mình học mấy cái khác. Tại vì mục đích của mình là để nói được tiếng Anh, chứ không phải mục đích của mình là để đánh ABC như ngày xưa mình đi học nữa. Cho nên là học phát âm. Hello, you've reached the after hours answering service for Dr. Stella Fitzroy. Fitzroy. Dr. Fitzroy's regular office hours are Monday through Friday, 8 a.m. to 4 p.m. If you require immediate medical attention, please hang up and proceed to Pinehurst Hospital. They are open 24 hours a day, 7 days a week. All non-emergency questions will be answered the following business day. If you are calling to reschedule an appointment, there's no need to wait. Go to our website at www.fitzroymedical.com and register the change on our website. Thank you for calling and have a great day. Tại sao ở đây phải là register the change nhỉ? Ok, thay đổi lịch làm việc. Rồi, xin chào, bạn đã gọi đến dịch vụ trả lời câu hỏi sau giờ làm việc tại Dr. Stella Fitzroy. Giờ văn phòng mở cửa làm việc hàng ngày của Dr. Fitzroy là từ thứ hai tới thứ sáu, 8 giờ sáng tới 4 giờ chiều. Nếu như bạn yêu cầu medical attention immediately, tức là nếu như bạn yêu cầu, chỗ đây là sự chú ý y tế ngay lập tức, hay mình nói cách khác là nếu như bạn cần sự hỗ trợ y tế ngay lập tức hoặc là khẩn cấp, thì vui lòng tắt máy và đi thẳng tới bệnh viện Pinehurst. Họ open 24 ở đây. Họ mở cửa 24 giờ một ngày và 7 ngày một tuần. Tất cả những câu hỏi không phải là khẩn cấp sẽ được trả lời vào ngày hồi trước mình đi cái ngày business day, nó gọi là từ thứ hai cho tới thứ sáu á, ngày làm việc, đúng rồi, sẽ được trả lời vào ngày làm việc tiếp theo. Ngày làm việc tiếp theo nhá, ví dụ như hôm nay mình gọi ngày thứ sáu thì họ sẽ trả lời vào ngày thứ hai á. Ví dụ mình gọi thứ hai thì họ trả lời vào thứ ba, bởi vì business day nó không bao gồm thứ bảy và chủ nhật. Rồi, nếu như bạn gọi điện để sắp xếp lại lịch hẹn thì không cần phải đợi nữa. Hãy đến trang web của chúng tôi tại địa chỉ này và đăng ký thay đổi trên website của chúng tôi. Cảm ơn vì đã gọi điện và chúc bạn có một ngày tốt lành. Ôi, hôm nay nhanh quá. Thank you for calling Cinerama, your one-stop service for booking movie tickets. For English service, press 1, and for French, press 2. All calls will be answered in the order they are received. To expedite your order, have the name of the movie you are interested in and your credit card ready. Be advised that there is a handling charge of $1 for each order. Customers are responsible for picking up their tickets 15 minutes prior to the show time. All movie tickets are non-refundable and there are no exceptions. To repeat this message,
press 0. Thank you for calling Cinerama and have a nice day. Expedite. Expedite là thúc giục lên á. Mình gọi là gì ta? Đốc thúc đơn hàng ha. Expedite, đốc thúc đơn hàng ha. Rồi, cảm ơn bạn đã gọi đến Cinerama của chúng tôi, dịch vụ one stop, dịch vụ hàng đầu ha, dịch vụ hàng đầu đặt vé xem phim, để nghe dịch vụ bằng tiếng Anh, vui lòng nhấn phím 1. Để nghe được dịch vụ bằng tiếng Pháp, vui lòng nhấn phím 2. Tất cả các cuộc gọi sẽ được trả lời theo thứ tự mà chúng tôi nhận được. Để đốc thúc đơn hàng của bạn, xin hãy chuẩn bị tên của bộ phim mà bạn yêu thích và thông tin thẻ tín dụng sẵn sàng. Xin hãy nhớ rằng chi phí dịch vụ là $1 cho mỗi đơn hàng. Rồi, những khách hàng có nhiệm vụ lấy vé trước giờ chiếu 15 phút. Prior là trước nhé. Trước giờ chiếu 15 phút. Tất cả các vé mà đã bán ra rồi đó thì sẽ không được hoàn tiền lại. Và không có trường hợp ngoại lệ, mua rồi thì phải xem, không xem thì thôi, không mất thì không có được lấy lại tiền nhé. Rồi, để nghe lại tin nhắn này, vui lòng nhấn phím 0. Cảm ơn vì đã gọi đến Cinerama và chúc bạn có một ngày tốt lành. Hello, this is Stanley Horton from Hunter's Order. You brought your car in yesterday. You brought your car in yesterday for a broken tail light. I fixed it. But while I was installing it, I noticed some problems with your engine. One of the electrical wires is snapped, and it will take a bit longer to fix. One electrical mechanic is out this afternoon and won't be in until tomorrow. If you can wait, I will fix it for you, but it will raise the cost of repairs a bit. Please call me back so we can discuss this. I'll be available all evening. Xin chào, tôi là Stanley Horton từ cửa hàng Hunter's Auto. Auto làm xe là xe hơi. Rồi, ngày hôm qua bạn đã mang xe của bạn tới để sửa cái đèn hậu. Cái đèn gì đằng sau xe hơi gọi là đèn cái gì hậu nhỉ? Cái đèn phía sau đây, đèn phía sau ô tô bị vỡ. Ha. Tôi sửa nó rồi nha, chỗ này là quá khứ đơn nè. Tức là tôi đã sửa rồi. Nhưng mà trong khi tôi đang lắp đặt thì tôi phát hiện ra là có một số vấn đề với động cơ của bạn. Động cơ trên xe của bạn đó, chứ không phải là động cơ của người đó. Động cơ trên xe của bạn có một số vấn đề. Một trong những sợi dây điện nó đã bị trễ làm đôi. Và nó mất một chút lâu hơn, thời gian lâu hơn để sửa nó. Thợ sửa điện của chúng tôi đã đi ra ngoài vào chiều hôm nay rồi, và người đó sẽ không trở lại cho tới ngày mai. Tức là tới ngày mai người đó mới trở lại. Và nếu như bạn có thể đợi thì tôi sẽ sửa nó cho bạn luôn. Nhưng mà nó sẽ tăng chi phí sửa chữa một chút. Vui lòng gọi lại cho tôi để chúng ta có thể thảo luận thêm về vấn đề này. Tôi có thời gian vào tất cả các buổi tối. Tức là có thể gọi cho tôi vào tất cả các buổi tối đó. Hi, this is Suzuki Hito from Hostrat Textiles. We received your application for the position of accountant
At our firm, we looked over your application, but it seems you didn't attach your college transcript. We will need that to we will need that sent to us. Also, we usually require candidates to provide 3 letters of recommendation. I'm sorry for the late request, but if you could send us those letters as well as the transcript by this Friday, I would greatly appreciate it. We'll let you know if you have been chosen for an interview next Tuesday. Xin chào, tôi là Suruki Hoto từ công ty Hopstrat Textile. Chúng tôi đã nhận được đơn ứng tuyển cho vị trí kế toán tại công ty của chúng tôi. Đơn ứng tuyển của bạn nhé, đơn tuyển của bạn cho vị trí làm kế toán tại công ty của chúng tôi. Chúng tôi đã xem qua đơn của bạn, nhưng mà dường như bạn đã không đính kèm bảng điểm đại học, bảng điểm đại học của mình. Chúng tôi cần nó được gửi nhé, tức là chúng tôi cần bạn phải gửi nó cho chúng tôi. Ngoài ra, chúng tôi thường yêu cầu các thí sinh là sẽ cung cấp 3 lá thư giới thiệu. Tôi xin lỗi về yêu cầu chậm trễ này, nhưng mà nếu như bạn có thể gửi cho chúng tôi những lá thư này cũng như là bảng điểm hạn chót là ngày thứ 6 này, tôi đánh giá cao về điều đó. Chúng tôi sẽ cho bạn biết là kết quả bạn có được chọn để đi phỏng vấn hay không vào thứ 3 tuần sau. Bị dính rồi. Nhìn rõ không ta? Để tí thôi, chỉnh cái này lại cái. Nó bị kẹt cái chữ rồi. Ok. Kẹt nữa rồi. Nhắc một chút nha. Good afternoon, this message is for marketing manager at True Vision Computers, Paula Simmons. Ms. Simmons, this is Chin Patrick calling from the reservations office at the Seaview Resort. I'm contacting you to confirm your reservation for 10 a.m. on October the 1st. Also, you told us the number of people coming initially, but we need to confirm that number again now. It is needed to prepare the room and seminar facilities. Oh, and we added the discount to your invoice according to how many months in advance you book. It's 5% off for every month. Please return my call at your earliest convenience. My extension is 99. Thank you. Em lên trên. Cái này không phải là sách ngắn đâu, nó là sách để ôn thi thôi. Này em lên trên G, em tải cái bộ này đi, nó có nguyên bộ đó. Còn cái phần này nó chỉ là phần script của listening thôi. Mình đọc để mình học từ vựng á. Và mình hiểu thêm cái ngữ cảnh nó hay ra đó. Lên trên GG tìm nha. Nó có nguyên bộ nó. Nó có nguyên bộ đó. Tải nặng lắm. Ha. Thôi. Chúc một buổi chiều tốt lành. Rồi, tin nhắn này for. Ok. Tin nhắn này là gửi đến, dành cho, tức là gửi đến nhá. Tin nhắn này là để gửi đến quản lý tiếp thị của công ty True Vision Computers, bà Paula Simmons. Thưa bà Paula Simmons, tôi là Jim Patrick.
gọi đến từ văn phòng đặt chỗ tại khu resort, khu nghỉ dưỡng The Sea View Resort. Tôi liên hệ với bà để xác nhận đặt chỗ của bà vào 10 giờ sáng ngày 1 tháng 10. Ngoài ra, bà có nói với chúng tôi về số lượng người họ sẽ đến ngay lúc đầu đó. Nhưng mà tôi cần phải xác nhận lại số lượng đó một lần nữa ngay bây giờ. Điều này là cần thiết để chuẩn bị phòng và các thiết bị dành cho hội thảo. Chúng tôi có đính kèm giảm giá hóa đơn cho bà. Theo như số tháng mà bà đặt trước, tức là bà đặt được bao nhiêu tháng, bà đặt trước bao nhiêu tháng thì bà sẽ được giảm giá bấy nhiêu discount phần trăm. Đặt càng lâu, đặt sớm chắc càng lâu thì sẽ được giảm giá. Thì cứ một tháng là bà sẽ được giảm 5%. Ví dụ bà đặt trước 10 tháng thì bà sẽ được giảm giá trước 50%. Rồi, vui lòng gọi lại cho tôi bất cứ khi nào mà bà cảm thấy thuận tiện nhất. Số máy nhánh của tôi là 99. Xin được cảm ơn. Hi Morgan, this is Trevor Baxter from Good Palace Real Estate. I was looking over some of the places you mentioned you were interested in. And while some are good, some are not, I found out the one on Hampton Drive isn't suitable for florist business such as yours. You mentioned you wanted a place that was busy but somewhat quiet. This area is quite noisy due to its proximity to the train station, but one of the properties get lots of natural light through its many windows and has a great central location. I suggest making a contract there. I'll send you the details of the contract this afternoon. Xin chào Morgan. Morgan, tôi là Trevor Baxter từ công ty gì mà nó môi giới ở công ty bất động sản Good Place Real Estate, công ty bất động sản nhé. Rồi một số nơi tôi đã đang xem qua một trong số các nơi mà bà Morgan là con trai con gái ta, chắc là con gái đó, đúng không? Hôm nay là con trai vậy, nó là con gái rồi mà bà. Mà bà đã nói là bà có mà bà có quan tâm đến hay là bà yêu thích tới, bà yêu thích. Có một số nơi á thì tốt, nhưng mà có một số nơi thì nó không tốt. Và tôi đã tìm thấy có một nơi ở trên Hampton Drive. Nó không phù hợp cho những doanh nghiệp kinh doanh hoa, ví dụ như doanh nghiệp của bà. Bà có nói là bà thích một cái nơi nào đó mà nó tấp nập nhé. Nó tấp nập, busy. Tấp nập tức là đông người qua lại á, nhưng mà nó cũng có một chút yên tĩnh. Rồi, khu vực này khá là ồn ào bởi vì nó gần, proximity là gần nhé, bởi vì nó gần với nhà ga xe lửa. Nhưng mà một trong những properties is lots of natural light for its windows and have, nhưng mà một trong những địa điểm, cái chỗ này là địa điểm có nhiều nhưng nó lại là một trong những địa điểm có nhiều ánh sáng tự nhiên thông qua các nhiều cửa sổ, và nó có vị trí ở trung tâm, vị trí thuận lợi trung tâm. Cho nên là tôi đề nghị là mình sẽ ký hợp đồng ở đó. Tôi sẽ gửi cho bà bản chi tiết hợp đồng vào chiều hôm nay. Cái chữ properties ở đây nó là đặc điểm đúng không? Tại vì nó có hai nghĩa là nơi chốn.
và nó cũng có nghĩa là đặc điểm, đặc tính. Chỗ này là chủ ngữ. Nhưng mà đặc tính có cái gì đó thì không đúng. Cái chỗ này sẽ là một trong những nơi á, một trong những nơi có ánh sáng tự nhiên và có vị trí trung tâm. Cô like lúc 11:15 nhé. Cô like thêm tí nữa cô mệt cô nghỉ em ơi. Have a special family event. Bình thường là cô like tới 12 giờ. Học tới cái khúc này đi. Tại nó cũng ngoan. Let's học thêm vài đoạn đi ha. Have a special family event coming up and not sure how to plan for it. Then you need time catering services. We specialize in catering for smaller events in intimate settings. We have been providing our services to the area for more than 20 years. We make each and every event a special experience. You can find a list of our menu and prices on our website at www.daphnecatering.com. And when you book your event, say you learned about us from this advertisement and get 10% off. 10% off. Ngoài một sự kiện đặc biệt dành cho gia đình của bạn đã đến rồi đúng không? Nhưng mà vẫn chưa biết làm thế nào để có thể tổ chức. Vậy thì bạn cần đến dịch vụ cái này là theo kiểu phục vụ tiệc á, phục vụ tiệc á, kiểu là phục vụ nấu đồ ăn và phục vụ luôn ấy. Vậy thì bạn cần đến dịch vụ Family Catering. Chúng tôi chuyên về phục vụ bữa ăn cho các sự kiện nhỏ hơn ở các không gian thân mật, intimate, thân mật á, thân thiết. Chúng tôi đã cung cấp dịch vụ của chúng tôi trên địa bàn này hơn 20 năm rồi. Và chúng tôi đều làm mỗi sự kiện để nó trở thành một trải nghiệm đặc biệt, biến mỗi sự kiện là một trải nghiệm đặc biệt dành cho khách hàng đó. Và bạn có thể tìm thấy danh sách tất cả các món menu và giá cả trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ này. Và khi bạn đặt đặt sự kiện, đặt chỗ cho sự kiện của mình, thì hãy nói là bạn biết đến chúng tôi từ quảng cáo này, thì bạn sẽ được giảm 10%. Cái dấu đó đọc là slash. Slash. Rồi mình check nha. Nó có hai dấu hôm trước và bạn kia bạn bảo là nó có hai dấu. Slash, nó được đọc là slash. Cái dấu này được đọc là slash, được chưa nào? Are you looking to lead a more active life? Let Fit Life help you get started. For this week only, get up to 30% off golf clubs, tennis rackets, soccer balls, and more.
Those who purchase over $50 worth of merchandise will be entered into a draw for free lessons in the sport of their choice. You won't want to miss this, so hurry and see what you're missing. Cái kiểu nói thách thức nè, bạn không muốn bỏ nhỡ đâu đúng không? Nhanh lên đi, để nhanh lên đi để nhìn thấy được là bạn đang bỏ nhỡ những gì nào. Nhưng mà tiếng Việt mình đâu có nói gì đâu. Nhanh lên đi còn chần chờ gì nữa, đừng để bỏ nhỡ cơ hội gì đây gì đó. Rồi, bạn có phải đang hướng tới một cuộc sống năng động hơn hay không? Hãy để Fishfly giúp bạn thực hiện khởi động cuộc hành trình này. Chỉ trong tuần này thôi, bạn có thể giảm giá lên tới 30% câu lạc bộ golf, vợt, tennis, bóng đá đó và còn nhiều hơn nữa. Những ai mua hàng với hóa đơn hơn $50 sẽ được tham gia vòng rút thăm into a draw nhé. Cái vòng rút thăm ấy, tên của mình xong quay cho nó ra cái tên ấy, sẽ được tham dự rút thăm cho buổi học miễn phí in the sport, buổi học miễn phí môn thể thao mà họ tự chọn. Và đừng bỏ nhỡ cơ hội này nhé, hãy nhanh lên nào. Tức là cái nghĩa gốc của nó là hãy nhanh lên và nhìn xem bạn đang bỏ lỡ những gì nào. Nhưng mà mình sẽ kiểu là hãy nhanh lên, đừng bỏ nhỡ cơ hội này nhé, hãy nhanh lên nào, xem. Không được em, mặt nhạc bốc lửa là cô học không có được. Em muốn bốc lửa rồi, em về em bốc cái lửa lên đi. Theo em học tiếng Anh mà em đòi bốc lửa rồi, cái đầu em nó có bốc lửa không? Khổ thì cái chứ. Em lấy cái tay em bốc lửa lên coi nó có vô đầu không. Học tiếng Anh em đòi bốc lửa, khổ. Em biết học cái tiếng gì mà nó bốc lửa không? Thôi. Em phải làm cho cái bộ não của mình nó phải giãn ra thì chữ nó mới đi vô được trong đầu nhá. Em bóc ngồi chữ nó bay ra hết rồi, em bóc được cái gì nữa. Trời ơi, Thái Hoàng là nhạc gì nữa? Thái Hoàng là nhạc gì nữa mấy đứa? Mình phải làm cho cái đầu của mình nó giãn ra, nó phải nhẹ nhàng đi thì cái bộ não nó mới bắt đầu tiếp thu vô. Mở nhạc bốc lửa là vô nghe nhạc hay là nghe học? Bây giờ nghe nhạc thì ở nhà mở nhạc lên nghe. At Santorini, we have a tradition of providing customers with the most authentic Greek food, with recipes passed down from generation to generation. We make these dishes just the way our grandmothers made them. It's no wonder we have received the Excellence in Cuisine Award for 5 years in a row. And to celebrate the new addition of Chef Anatoly Petros, star of the Cook Channel's newest cooking show, we are offering a special promotion. All of the chef's specially designed dishes are 20% off for this month only. So come in and experience authentic and superior cuisine. Nhạc tập thể dục quá hả? Thiệt cách chứ. Ở Santorini, chúng tôi đã có truyền thống là mang lại cho khách hàng ẩm thực Hy Lạp đích thực nhất, hàng riêu á, rồi với cái công thức được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
chúng tôi đã tạo nên những món ăn mà chỉ có tạo nên những món ăn theo cách mà bà của chúng tôi đã làm nó. Ý là cha truyền con nối từ đời ngày xưa đó. Không có gì bất ngờ khi mà chúng tôi đã nhận được giải thưởng xuất sắc về ẩm thực trong 5 năm liên tiếp. Để chào mừng addition là thêm mới nè. Ông này nè, ông là gì đây? Chef. Cái ông này để sao? Ngôi sao. Tức là sao ta? Tức là chào mừng người này gia nhập đúng không? Để chào mừng ngôi sao của chương trình nấu ăn mới nhất Cook Channel, đầu bếp Natalie Petros gia nhập thêm vào nè, gia nhập công ty của chúng tôi. Ý là nó muốn quảng cáo, nó muốn bảo là công ty chúng tôi có cái này đó, nhưng mà giả vờ nó tổ chức sự kiện đó. Chúng tôi phát hành ra phiếu chương trình khuyến mãi đặc biệt. Tất cả các món ăn được thiết kế đặc biệt bởi tất cả các đầu bếp sẽ được giảm giá 20% chỉ trong tháng này. Hãy đến và trải nghiệm ẩm thực Hy Lạp thực sự và siêu, tức là sao ta, superior, cái kiểu mà nó thượng đẳng á, đích thực và thượng đẳng. Grandmother, đúng rồi, nhưng mà nãy cô đọc cái gì? Đọc là grandmother. Em phải đọc cho cô, em phải bắt cô đọc là grandmother em. Grandmother. Thì nó nhấn âm một mà, cô có nói gì đâu. Grandmothers. Không lẽ giờ mình đọc là grandmother, không lẽ mình đọc là grandmother, đúng không? Thực ra cái âm nhấn là mình đọc dấu sắc, nhưng mình thực ra có đâu phải lúc nào cũng đọc dấu sắc được đâu. Thì mình đọc cái âm này nó gọi là rõ ràng ra grandmothers. Chứ đọc là grandmothers đâu có được. Are you a business? Are you a smaller business trying to transition into a mid-sized company but having trouble keeping track of all your expenses? With Trackmaster Lite, we make it easy for everyone to figure out their bottom line. Tôi mới trả được từ này. Tôi mới trả được cái từ này. And we are offering this product free for 30 days. Afterward, upgrade to the professional version and you will get added features such as payments. Lát nữa đọc tiếp nha. Bạn có phải là một doanh nghiệp nhỏ đang cố gắng chuyển sang mô hình công ty kích cỡ vừa, doanh nghiệp vừa đó, nhưng mà đang gặp rắc rối về việc theo dõi chi tiêu của bạn hay không? Với Trackmaster Lite, chúng tôi sẽ làm cho việc đó dễ dàng hơn với tất cả mọi người. Để tìm ra mình mới check nha. Bottom line là cái lợi nhuận ròng á, cái lợi nhuận mà tức là check hết các chi phí trừ ra xong rồi mình còn lợi được nhiêu đó thì gọi là bottom line. Ha. Cái này là phải dịch theo ngữ cảnh đó, rồi lợi nhuận ròng nhé. Tức là còn lợi được bao nhiêu á? Ha. Rồi. Chúng tôi ưu đãi sản phẩm này miễn phí trong vòng 30 ngày. Sau đó mình sẽ nâng cấp lên phiên bản chuyên nghiệp và bạn sẽ được thêm các tính năng, ví dụ như là thanh toán. Mỗi ngày em vào, cô like lúc 11 giờ 15 nhé.
Schedules, reminders, customized vendor list, and more. Call us now at 5912-0133 to talk to one of our representatives who will be more than happy to go over how the Drag Master can help you. Hồi nãy là nó sẽ thêm tính năng là thanh toán nè, làm lịch trình nè, nhắc nhở, danh sách nhà cung cấp được cái gì mà theo nhu cầu của cá nhân á. Customize. Cái gì theo nhu cầu của cá nhân á mình gọi là gì ta? Mình gọi là đồng bộ hóa hả ta? Hay là cái gì ta? Tùy chỉnh. À, tùy chỉnh, tức là theo nhu cầu của theo cái đặc tính mà mình chọn á thì nó sẽ ra cái danh sách đó ha. Rồi, tùy chỉnh, cá nhân hóa đó, tùy chỉnh. Rồi, và còn nhiều hơn nữa, ý là liệt kê không hết đó. Hãy gọi cho chúng tôi vào con số này để nói chuyện với, trò chuyện với một trong những người đại diện của chúng tôi, là người hơn hết, more than happy là cực kỳ vui luôn á, còn hơn cả vui nữa. Ý là nó nói khoa trương phóng đại á, sẽ luôn thật cực kỳ vui khi mà nhìn ra được là Dressmaster có thể giúp đỡ bạn như thế nào. Ý tính ra người Anh họ thảo mai nha, cái câu nào họ cũng dùng phóng đại lên á. Hiện tại không có khung giờ khác nhé. Hiện tại mình đang lộn xộn giờ giấc. Ban ngày mình vừa học vừa làm, thì làm giáo án rồi tùm lum. Giờ này là giờ duy nhất live mà hôm trước cãi nhau với ông chồng. Ông bảo là Trời ơi, Tại sao lại đi live vào giờ này? Giờ này người ta đi ngủ, tại sao lại đi live? Cãi nhau mấy lần. Đấy. Xong rồi tôi bảo là ban ngày là vừa học, vừa dạy học nè, vừa làm giáo án nè, mà còn vừa học thêm tiếng Anh nữa, thời gian đâu nữa mà lại. Okay. Đọc hết đoạn này đi ngủ đi mấy đứa ơi. Do you love reading about cars? Want to know about the latest model before it hits the road? Then Hot Rods today is the magazine for you. And for a limited time only, we are offering a tremendous deal. We are... Đâu rồi? Đâu nằm ở đâu vậy? Hoa mắt rồi, tôi hoa mắt rồi đó. We are offering half off all of our subscription options. This offer will only be valid for a limited time and can only be redeemed by phone. So call in today to make sure you don't miss this discount. And for everyone who calls in during this promotional period, we will also be giving away a free deluxe beach tower to use during this coming summer vacation. Rồi. Cái từ thì nó không khó nhưng mà mình dịch thì nó không ra. Bạn có phải là người quan tâm cái vấn đề liên quan tới xe hơi không? Có phải là muốn biết phiên bản mới nhất trước khi nó được ra mắt hay không? Chứ không phải nó tông vô con đường nhé. Trước khi nó được ra mắt hay không? Thì Hot Rose Today là một tạp chí dành cho bạn. Limited time only. Trong một thời gian giới hạn mà chúng tôi mang lại cho bạn vô vàn các deal hấp dẫn. Tremendous là khổng lồ nhé. Tức là trong thời gian có hạn, tức là trong một thời gian ngắn thôi mà chúng tôi lại có thể mang đến cho bạn một cái deal rất là khổng lồ. Chúng tôi half off là một nửa xuống nè. Chúng tôi giảm giá 50% cho tất cả các lựa chọn subscription là đăng ký. Đăng ký. Tức
là các gói đăng ký sẽ được giảm 50%. This offer, chương trình này chỉ có hiệu lực trong thời gian giới hạn và chỉ được redeemed, chỉ được đổi bằng điện thoại, tức là nó chỉ được áp dụng bằng điện thoại thôi nhé. Và hãy gọi cho chúng tôi ngày hôm nay để chắc là bạn sẽ không bỏ nhỡ chương trình giảm giá này. Cho tất cả những ai gọi điện trong suốt khoảng thời gian chương trình khuyến mãi, chúng tôi sẽ tặng khăn tắm đi biển sang trọng hoặc là cao cấp miễn phí để sử dụng trong suốt mùa hè. Tự nhiên đăng ký tạp chí xong rồi được tặng khăn tắm. Đi ngủ mấy đứa ơi. Khô xin. Xong rồi em ơi. Khô xin. Đi ngủ rồi em ơi, em đừng chào nữa, em gọi là xin tạm biệt, ok, thank you. Ý là em chào cô hả? À cũng là em chào cô, cũng là hello, cũng là chào cô, mà goodbye thì cũng là chào. Rồi ok. Cousin. Chào chị nữa rồi, ok. Mệt quá mấy đứa ơi. Mấy đứa ơi, lo học đi. Rồi. Ngày mai học mấy đứa ơi. Giờ khuya rồi.